Bác sĩ cảnh báo 5 thực phẩm tuyệt đối cấm để vào trong tủ lạnh kẻo sinh bệnh hại cả nhà ung thư chết non. Cô bác thân mến, tủ lạnh hiện nay là món đồ không thể thiếu trong gian bếp của mọi gia đình. Và cũng chính bởi sự tiện lợi mà nhiều người thần thánh hóa nó và cho rằng có thể để bất cứ thực phẩm nào vào trong tủ lạnh để bảo quản được lâu hơn. Tuy nhiên, đây lại là một suy nghĩ vô cùng sai lầm và tai hại đấy cô bác ạ. Bởi vì theo như các chuyên gia, có 5 thực phẩm tuyệt đối cô bác không được để vào trong tủ lạnh như thế này, kẻo sinh bệnh hại cả nhà, họ non, càng ăn vào thì lại càng ung thư. Vậy thì cụ thể đó là những thực phẩm nào và mức độ nguy hiểm của chúng ra sao khi chúng ta ăn vào trong cơ thể của mình? Hãy cùng với Truyền hình Sức Khỏe đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Như cô bác đều biết thì tủ lạnh là nơi chứa đồ ăn thức uống của mỗi gia đình. Việc trữ đông đồ ở trong tủ lạnh thì sẽ giúp chúng ta bảo quản được lâu hơn và kéo dài thời gian sử dụng, tiết kiệm thời gian, công sức và giúp cho đồ ăn luôn tươi ngon. Tuy nhiên thì nhiều món ăn không tốt cho sức khỏe khi bảo quản trong tủ lạnh kéo dài lại có thể gây ra bệnh đáng tiếc. Đặc biệt là tủ lạnh nhà ai cũng hay có 4 món này lại bị liệt vào danh sách cấm bảo quản trong tủ lạnh. Thực phẩm thứ nhất đó là thịt lợn. Có thể nghe đến thịt lợn cấm bảo quản trong tủ lạnh thì nhiều cô bác sẽ phản bác lại ngay, làm gì có chuyện để thịt lợn vào tủ lạnh mà ung thư, nếu không bảo quản trong tủ lạnh thì bảo quản ở đâu. Tuy nhiên thì loại thịt mà chương trình đang nhắc đến là thịt chế biến sẵn như là thịt nguội, xúc xích, lạp xưởng. Đây đều là những loại thịt được nhiều mẹ nội trợ mua nhiều và tích trữ ở trong tủ lạnh đấy ạ. Nhiều người thì cho rằng món thịt này không có khả năng bị ôi thiêu như thực phẩm tươi sống khác nên có thể mua và để tủ lạnh bảo quản lâu tùy ý của mình. Khi cần sử dụng thì chúng ta có thể đem ra dùng ngay, cực tiện lợi, lại tiết kiệm đủ đường. Thế nhưng mà để thịt chế biến sẵn trong tủ lạnh và ăn nhiều ngày lại có thể khiến cho gia đình chúng ta có nguy cơ mắc ung thư rất cao, nhất là ung thư tuyến giáp. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến cho thịt chế biến sẵn gây ung thư là bởi chúng thường được tẩm ướp thêm rất nhiều chất phụ gia để tạo ra hương vị, đồng thời thì có thể bảo quản lâu hơn. Những loại thịt này thì cũng được bổ sung rất nhiều muối. Nếu ăn thường xuyên, món này thì có thể là gây tổn thương ADN, nguy cơ ung thư tuyến giáp cực kỳ cao. Ngoài ra, ăn thịt chế biến sẵn như là thịt sông khói và thịt nguội thì có thể làm tăng nguy cơ chúng ta bị mắc ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Chính vì thế nên, cô bác hạn chế tốt nhất có thể việc chúng ta ăn các loại thịt chế biến sẵn. Tốt nhất là nên loại bỏ chúng ra khỏi thực đơn càng sớm càng tốt vì sức khỏe của bản thân mình trước đã. Và thực phẩm thứ hai không nên bảo quản trong tủ lạnh chính là hải sản để qua đêm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì hải sản để qua đêm có chứa các khoáng chất như là kẽm, iốt, omega 3 tốt cho bệnh nhân tuyến giáp. Tuy nhiên, mỗi tuần cô bác chỉ nên ăn tối đa 2 lần hải sản thôi ạ. Ăn quá nhiều thì sẽ làm cho tăng lượng iốt trong cơ thể, gây rối loạn hormone tuyến giáp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Đặc biệt, nếu để hải sản qua đêm thì còn có nguy cơ là sẽ nguy hiểm hơn. Lúc này thì các loại hải sản như là cua, cá, tôm sau khi nấu để qua đêm sẽ làm cho lượng protein bị biến chất, gây tổn thương chức năng gan và thận. Đặc biệt, thịt của các loại hải sản sống ở biển chứa nhiều muối, do đó thì để qua đêm sẽ dễ chuyển thành nitrit. Chất này thì gây hại cho cơ thể và có thể là dẫn đến bị ung thư. Nếu nhỡ mà gia đình cô bác chúng ta có mua hải sản với một số lượng nhiều, không thể ăn hết, chúng ta có thể giữ hải sản tươi ở trong túi hoặc là hộp và đặt nó ở trong tủ đông. Sau đó thì sẽ chế biến dần, an toàn hơn cho sức khỏe của chúng ta. Thực phẩm thứ ba chính là dưa muối chua. Tôi để ý thấy rằng để giữ cho món dưa muối đỡ bị chua, ăn thêm giòn và ngon hơn nên nhiều gia đình chúng ta thường đem chúng bảo quản trong tủ lạnh với hy vọng là kéo dài thời gian sử dụng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, dưa mà để càng lâu thì muối càng ngấm vào trong dưa, khả năng gây hại cho sức khỏe do đó cũng sẽ càng cao hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cho biết, những người mà ăn mặn có nguy cơ bị ung thư dạ dày gấp 2 lần so với người khác. Dưa muối còn cay và dưa khú thì có hàm lượng nitrit còn cao và dạ dày thì dễ tạo ra lichosamin gây ung thư. Đặc biệt là thói quen của người Việt chúng ta là ăn kèm với dưa hành, với các món mặn và có hàm lượng đạm và protein cao khiến cho nguy cơ này ngày càng cao hơn.
Và chuyên gia còn đặc biệt nhấn mạnh đó là món ăn này thì cực kỳ là không tốt cho tuyến giáp của chúng ta. Lượng muối cao ở trong dưa muối sẽ làm tăng hormone tuyến giáp, từ đó có thể dẫn đến các bệnh phổ biến như là cường giáp, viêm tuyến giáp, làm gia tăng nguy cơ ung thư ở bộ phận này. Chính vì vậy nên cô bác dù có hay là không bảo quản dưa muối chua ở trong tủ lạnh cũng nên hạn chế ăn món ăn này, chứ đừng vì thấy ngon miệng dễ nuốt mà cứ ngày nào cũng ăn thì quả là nguy hại cho sức khỏe vô cùng. Thực phẩm thứ tư đó là thịt đỏ để ở ngăn đá. Thịt đỏ chính là các loại thịt lợn, thịt bò, thịt trâu có màu đỏ mà cô bác vẫn ăn hàng ngày. Nhưng nói đến thịt đỏ bỏ vào trong tủ đông cất trữ mà gây bệnh tật ung thư thì chắc chắn là rất nhiều người không thể tin, thậm chí là còn mắng chửi chương trình, nói thiếu cơ sở khoa học. Nhà ai mà chả để thịt ở trong ngăn đá của tủ lạnh, ăn bao nhiêu năm mà đã thấy ai bị làm sao đâu. Vâng, đúng là thịt đỏ mà bảo quản trong tủ lạnh trong một khoảng thời gian đảm bảo và giã đông một lần thì sẽ không vấn đề gì. Nhưng mà nếu bảo quản quá lâu, hàng tháng hoặc là đến vài tháng trời và chúng ta cứ giã đông lại nhiều lần thì vô tình cô bác đang biến miếng thịt đầy chất dinh dưỡng trở thành một liều thuốc độc hại sớm cả nhà chết sớm đấy ạ. Bởi theo các bác sĩ thì tất cả các loại thịt khi mà bảo quản ngăn đông tối đa chỉ để được từ 7 đến 10 ngày thôi, và tuyệt đối là chúng ta giã đông rồi thì không được bỏ vào trong tủ để cấp đông lại, sẽ làm cho vi khuẩn sinh sôi phát triển nhiều hơn. Ăn những miếng thịt như vậy thì sẽ ủ mầm bệnh trong người, càng ăn thì càng thọ non. Bên cạnh những thực phẩm thì chúng ta nên hạn chế tủ lạnh vì có thể là gây ung thư. Thì mới đây câu chuyện của chị Dương Thị Hằng ở Định Hóa Thái Nguyên phải nhập viện cấp cứu vì mấy món hâm nóng lại đã khiến cho nhiều người hoang mang, kèm theo đó là cảnh báo từ bác sĩ đối với người dân. Chớ chủ quan mà hâm nóng lại 5 món này kẻo biến thành thuốc độc hại cả nhà chúng ta cùng chết oan. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là món trứng ạ. Theo tìm hiểu câu chuyện của chị Dương Thị Hằng, người nhà của chị cho biết hôm trước gia đình có giỗ nên là còn dư rất là nhiều đồ ăn. Tối hôm đó thì cả nhà chị đã hâm lại những món ăn này và để ăn tối. Trong đó thì có món trứng chiên ạ. Do cả nhà không ai thích ăn trứng nên một mình chị Hằng đã ăn hết cả đĩa trứng này. Nhưng ngay sau đó vài tiếng thì chị kêu thấy chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, kèm theo đau bụng dữ dội và đi ngoài liên tục. Một lúc sau thì chị ngất lịm ngay trước cửa nhà vệ sinh. May mà chồng chị đã kịp thời phát hiện và đưa chị đi cấp cứu ngay. Tại bệnh viện thì các bác sĩ kết luận là chị bị ngộ độc mà nguyên nhân chính là từ món trứng chị mới ăn lúc tối. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trứng đã qua chế biến cũng giống như là các loại thực phẩm đã nấu chín khác đều không nên để qua đêm. Cũng giống như là các thực phẩm khác, trứng đã qua chế biến để qua đêm rất dễ bị vi sinh vật tấn công và gây ra ngộ độc. Hơn nữa thì trứng rán, trứng luộc, nhiều người còn chọn cách nấu chưa chín kỹ, ăn tái, ăn lòng đào để khi qua đêm, các vi sinh vật vẫn chưa bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao sẽ phục hồi và tái sinh. Khi đó thì môi trường trứng tái chín sẽ là điều kiện thuận lợi để vi trùng, vi sinh vật sinh sôi nảy nở. Nếu mà để qua đêm, qua bữa sau thì cô bác ăn vào có thể là sẽ gây ngộ độc nặng. Nếu không ngộ độc ngay lập tức thì ăn những loại thực phẩm đó vào rất có hại cho dạ dày, đường ruột. Vì thế với những quả trứng luộc, lòng đào, tốt nhất là cô bác nên dùng ngay, không thể để quá lâu, đặc biệt là để qua đêm. Ngoài việc để trứng qua đêm, trứng lòng đào trong quan niệm của nhiều bác thì tốt nhất và bổ dưỡng hơn so với trứng luộc chín ạ. Thế nhưng mà protein khi chín nửa vời như thế rất khó để cơ thể chúng ta hấp thụ. Ngoài ra khi chiên trứng quá kỹ thì lòng trắng hay là phần rìa của trứng sẽ bị cháy khét. Protein khi bị cháy thì có thể tạo thành các axit amin xấu gây hại cho cơ thể của chúng ta. Vì vậy, để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân và những người thân yêu trong gia đình, cô bác cần tuyệt đối không được ăn trứng đã để qua đêm đâu đấy nhé. Thực phẩm thứ hai cấm chúng ta để qua đêm chính là các món kho. Tôi để ý thấy đa số các gia đình người Việt chúng ta thường hay có một thói quen là kho một nồi thịt hoặc là một nồi cá thật to để chúng ta ăn mấy ngày luôn cho tiện. Thế nhưng mà từ trước tới nay, thói quen này lại đang âm thầm rước bệnh vào người. Cô bác không hề hay biết đấy ạ. Theo các chuyên gia, để tránh ngộ độc thực phẩm thì không nên ăn những món kho nhừ để qua đêm, kể cả khi cô bác đã bảo quản chúng ở trong tủ lạnh rồi. Vì thường thì các món thịt cá sẽ được kho cho chín đến độ mềm rục để ăn cho đúng vị. Tuy nhiên, sau khi bảo quản trong tủ lạnh suốt nhiều giờ đồng hồ, chúng rất dễ là bị ôi thiêu, sản sinh ra một lượng lớn vi khuẩn và nấm mốc. Ngay cả khi cô bác đã hâm nóng thì lượng vi khuẩn này cũng không chết đi mà vẫn theo các món ăn xâm nhập vào trong hệ tiêu hóa của chúng ta và gây ra đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa.
Và đó là lý do vì sao mà chúng ta chưa bị làm sao ngay. Vi khuẩn sẽ từ từ đi vào bên trong cơ thể và sinh sôi nảy nở, đến một lúc nào đó thì mới phát hiện ra bệnh bên ngoài. Cho nên tốt nhất là cô bác ạ, chúng ta chỉ nên kho với một lượng vừa đủ ăn thôi và không thể để thừa sang ngày hôm sau. Trong trường hợp bắt buộc phải cất đi, cô bác hãy đổ vào một chiếc bát thủy tinh và bọc màng bọc thực phẩm, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh. Tránh chúng ta để trong nồi kim loại bằng inox hoặc là bằng nhôm vì sẽ dễ gây phản ứng hóa học có hại cho sức khỏe. Và nhớ là cũng chỉ nên ăn món kho trong vòng 2 ngày thôi, chứ chúng ta đừng để lưu cữu nhiều ngày thì chắc chắn là sẽ gây hại tới tính mạng của chúng ta. Thực phẩm thứ ba tuyệt đối không được để qua đêm chính là đậu phụ. Đậu phụ là một chế phẩm từ đậu lành. Đây có lẽ là một món ăn quá đỗi quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Với một mùi vị thanh mát, dễ ăn và có thể chế biến được rất nhiều món ăn như là đậu nhồi thịt, đậu sốt cà chua, canh măng đậu. Đây cũng là một món ăn thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm của các gia đình chúng ta. Nhiều bác đôi khi ra chợ thấy đậu phụ ngon nên tiện mua nhiều về chúng ta cất trữ ở trong tủ lạnh ăn nhiều bữa. Hay trong những nhà hàng quán ăn không bán hết đậu trong một ngày sẽ cất đi để bán tiếp vào ngày hôm sau. Điều này là vô cùng sai lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Theo các chuyên gia thì hàm lượng protein và các chất dinh dưỡng có trong đậu nành rất là cao. Đây là nguồn nuôi dưỡng rất dồi dào và các vi sinh vật. Bên cạnh đó thì đậu phụ hay là sữa đậu nành nếu mà để lâu thì dễ bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum. Vi khuẩn này có chất độc còn mạnh gấp nhiều lần so với chất độc cyanua kali, có thể khiến cho con người bị liệt thần kinh và dẫn tới tử vong. Đậu phụ còn rất là giàu oxalat, chịu trách nhiệm gây ra sỏi thận. Qua một số nghiên cứu thì sau khi oxalat được hấp thụ vào trong cơ thể từ đậu phụ, nó được bài tiết vào nước tiểu nhưng không thể chuyển hóa hết. Trong nước tiểu, nó kết hợp với canxi để tạo thành dạng muối không hòa tan của canxi oxalat kết tủa tạo thành sỏi thận. Không những thế, đậu phụ được làm từ đậu nành và trong đậu nành thì có chứa các chất goitrogen hoặc là isoflavone gelistein. Những glycogen này thì có tác hại là chèn ép tuyến giáp, gây cản trở trở ngại cho sản xuất hormone tuyến giáp và đặc biệt đó là sẽ gây ra chứng suy giáp. Ngoài ra thì đậu phụ có chứa phytoestrogen hay còn gọi là chất estrogen nền của thực vật. Các hợp chất này có thể ngăn chặn sự sản sinh estrogen bình thường trong cơ thể và gián tiếp gây ra ung thư vú. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy rằng đậu phụ cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào ung thư vú. Nó có thể phụ thuộc vào lượng đậu phụ mà chúng ta nạp vào trong cơ thể. Nhưng các chuyên gia cho rằng nếu đã và đang bị ung thư vú hoặc là gia đình có tiền sử căn bệnh này rồi thì tốt nhất là cô bác nên tránh xa đậu phụ ra. Vì vậy, cô bác ạ, chúng ta nên hạn chế ăn đậu phụ và tuyệt đối không ăn đậu phụ đã để qua đêm đâu. Đừng vì tiếc rẻ vài miếng đậu mà rước bệnh vào người đấy nhé. Thực phẩm thứ tư mà cô bác nào không nên để qua đêm đó chính là món rau xào. Theo các bác sĩ thì mặc dù rau xào có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng chỉ nên ăn sau khi mới chế biến xong thôi ạ. Chưa kể nếu mà rau xào một lần ăn không hết, càng để lâu, đặc biệt là để qua đêm thì càng sản sinh ra các chất gây hại. Các chất gây hại này chính là nitrit. Các bác sĩ nói rằng rau xanh xào nấu càng để lâu thì lượng nitrit lại càng sản sinh ra nhiều hơn, ngay cả khi bảo quản rau ở trong tủ lạnh. Điều này vẫn không tránh khỏi. Sau khi nitrit đi vào dạ dày, nó sẽ kết hợp với protein và tạo thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh và rất dễ dẫn đến ung thư thực quản, ung thư dạ dày. Ngoài nguy cơ dẫn đến ung thư rau thừa để lâu sẽ sản sinh ra rất nhiều vi sinh vật, mỗi khi ăn thức ăn chứa vi sinh vật cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa đấy ạ. Chính vì vậy nên cô bác nội trợ chúng ta hãy cố gắng chỉ xào rau với khẩu phần ăn vừa đủ thôi và chỉ sử dụng trong vòng vài giờ đồng hồ. Còn nếu mà thừa thì chúng ta hãy bỏ đi chứ đừng tiếc rẻ mà để vào trong tủ lạnh cho bữa sau thì chẳng khác nào mời gọi ung thư về và hại cả nhà chết sớm đấy ạ. Thứ năm là với khoai tây đã nấu chín, cô bác cũng chỉ nên ăn một bữa thôi, tránh chúng ta để qua đêm kẻo rước ung thư vào người. Các chuyên gia cho biết, khoai tây là một thực phẩm tốt, nhiều dinh dưỡng, tuy nhiên cũng không thể để khoai tây qua đêm được. Nếu mà hâm nóng thì sẽ làm mất chất dinh dưỡng có trong khoai tây, đồng thời còn xuất hiện các chất có hại cho cơ thể của con người. Nên với các loại thực phẩm này, cô bác cũng chỉ nên nấu đủ ăn một bữa thôi chứ đừng cứ nấu bừa phứa ra rồi ăn không hết bảo quản trong tủ lạnh ăn cho bữa sau thì chả mấy mà tự mình rút ngắn tuổi thọ của mình, cô bác ạ.
Nói chung là trong ăn uống thì cô bác cần lưu ý là không để tủ lạnh cũng như là hâm nóng lại các món mà chương trình vừa kể ở bên trên để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ngoài ra thì để có một sức khỏe tốt và một tuổi thọ dài lâu thì việc lựa chọn một thực phẩm tốt để thêm vào chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng. Ngay sau đây thì truyền hình sức khỏe xin chia sẻ với quý vị cô bác bí quyết sống thọ của cụ bà 108 tuổi nhưng mà vẫn trẻ khỏe như thanh niên. Cụ Mật năm nay đã 108 tuổi rồi, người ở Hải Dương kể lại rằng cụ đã từng mắc ung thư năm 49 tuổi. Một hôm thì trong người thấy khó chịu, chồng bà đã mang bà đi bệnh viện khám và bác sĩ thông báo là bà mắc ung thư phổi, đã sắp chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Hồi ấy thì gia đình bà rất là nghèo và nghèo nhất thôn nên cũng chẳng có tiền chạy chữa gì cả. Thế rồi hai ông bà đành lủi thủi ra về, bà đã gần như chấp nhận số phận về nhà là để chờ thần chết tới đưa đi. Người bà thì cứ tiêu tụy dần. Một hôm thì bà Mật ra chợ, có người thấy bà gầy gò ốm yếu, hỏi thì mới biết tình trạng. Người ta chỉ bà về ăn 5 loại rau thơm này, ắt là sẽ khỏi. Thế là bà mua về ăn hàng ngày và phép màu đã đến với bà. Bà khỏe dần, ăn uống ngon miệng hơn, cân nặng cũng tăng lên đáng kể. Bẵng đi một thời gian, bà Mật đi khám lại thì bác sĩ rất kinh ngạc khi tế bào ung thư đã gần như là biến mất hoàn toàn. Từ đó thì hầu như bữa nào bà cũng ăn rau thơm và vẫn duy trì thói quen này. Dù đã hơn 100 tuổi nhưng mà bà vẫn rất khỏe mạnh và sống tận đến bây giờ mà chẳng mấy khi đau ốm. Theo các chuyên gia, ăn rau thơm hàng ngày rất tốt cho sức khỏe bởi vì trong rau thơm có rất nhiều hoạt chất giúp chữa bệnh, đặc biệt có các tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả, nhất là với 5 loại rau thơm dưới đây. Loại thần dược đầu tiên là khắc tinh của ung thư, chính là lá mơ ạ. Lá mơ là một loại lá được sử dụng thường xuyên trong đời sống của bà con. Đây là một loại cây dây leo, chúng ta sẽ hay bắt gặp chúng mọc ở những bờ rào hay là bụi cây. Ở nhà mẹ tôi cũng rất hay làm món trứng lá mơ, có hôm mẹ còn hái lá mơ ăn kèm với thịt vì nghe đâu ăn vào sẽ rất tốt cho tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Quả thật mọi người trong gia đình tôi cũng khỏe mạnh và có hệ miễn dịch rất tốt, chẳng mấy khi bị ốm cả. Còn với một số cô bác ở đây thích ăn lòng thì chắc chắn là chúng ta cũng biết loại lá này và đã chành và làm rồi, hoặc là chúng ta để ăn kèm. Ngoài việc mà được dùng như một loại rau thơm giúp tăng thêm hương vị cho món ăn thì lá mơ còn được coi là một loại thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh rất là tốt, cô bác nhé. Tác dụng đầu tiên của lá mơ phải kể đến chính là ngăn ngừa ung thư tế bào. Theo các bác sĩ, lá mơ có chứa chất có tác dụng chống oxy hóa, nhất là ở thời điểm lá tươi, đặc biệt là chiết xuất của lá mơ có chứa các chất có khả năng chống tế bào ung thư ở các mô niêm mạc, thường gặp ở niêm mạc phổi, nên có nhiều quan điểm cho rằng lá mơ trị được các bệnh phổi, đặc biệt là ung thư phổi đấy ạ. Bên cạnh đó thì lá mơ thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa như là kiết lỵ rất có hiệu quả. Loại lá này thì có tác dụng chữa các bệnh ích tỳ thận và chữa chứng mập phì, bụng lớn, tiểu không tự chủ, lưng gối yếu, sinh lý yếu, các chứng do tỳ thận khí hư, ứ trệ. Vì vậy, nếu mà ăn lá mơ thường xuyên, sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể. Mặc dù lá mơ rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên cô bác cũng cần ghi nhớ một số lưu ý sau đây khi chúng ta sử dụng lá mơ một cách hiệu quả nhất nhé. Khi mà chúng ta dùng lá mơ tươi giã lấy nước thì cô bác cần rửa sạch bằng cách đun sôi để nguội và đảm bảo vệ sinh. Lá mơ có tác dụng tiêu hủy protein, cô bác nên ăn kèm với các món ăn nhiều đạm sẽ làm giảm cảm giác khó tiêu, đầy bụng, nóng bụng đấy ạ. Khi áp dụng một số bài thuốc từ lá mơ để trị bệnh, cô bác cần được chẩn đoán tư vấn cụ thể từ các bác sĩ để có thể đạt hiệu quả tốt và an toàn nhất. Loại rau thơm là khắc tinh của ung thư phải kể đến thứ hai, đó là lá tía tô. Nhắc đến lá tía tô thì không ai còn xa lạ nữa. Tuy nhiên, công dụng của loại lá này như thế nào thì không phải ai cũng biết đâu ạ. Theo các chuyên gia, trong lá tía tô lại có hàng loạt những công dụng vô cùng tốt cho sức khỏe. Nó được coi là thần dược vì có tác dụng phòng ngừa ung thư, cô bác ạ. Lá tía tô có chứa một lượng lớn luteolin. Thành phần này thì có bản chất tương tự một chất chống oxy hóa, flavonoid. Ngoài ra thì các hợp chất tryptophan và acid romarinic cũng có nhiều trong lá tía tô giúp chống lại các tế bào ung thư tiềm ẩn ở trong cơ thể. Bên cạnh đó thì sử dụng lá tía tô hàng ngày cũng giúp cho cô bác có một trái tim khỏe mạnh đấy ạ. Những bác mà bị hội chứng ruột kích thích, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, uống nước lá tía tô hàng ngày cũng có thể thấy giảm bớt đáng kể.
Dưới đây là một số các bài thuốc từ lá tía tô mà cô bác có thể tham khảo. Để chữa lành, cô bác hãy lấy một vỏ quả quýt cạo rửa sạch và dùng 3 lát gừng dày và một nắm lá tía tô tươi hoặc là khô chúng ta cho vào nồi. Sau đó thì cô bác thêm một bát nước đun sôi kỹ, uống nóng và đắp chăn ấm. Nếu muốn giải cảm thì cô bác chúng ta sẽ áp dụng bài thuốc sau đây. Lấy một nắm lá tía tô tươi, 2 củ hành và 3 lát gừng, tất cả thái nhỏ và cho vào trong bát. Sau đó thì cô bác chúng ta sẽ đập một quả trứng gà, rồi múc cháo hoa vào, trộn đều và ăn nóng ạ. Nếu mà bị đau bụng đầy hơi thì cô bác giã lá tía tô, lấy một bát nước, hòa với một chút muối rồi chúng ta đem uống. Trong trường hợp bị ho, tức thở, cô bác lấy cành của tía tô và đoạn rễ cây dâu, bóc trắng, đun lấy một chén nước, uống xong sẽ đỡ ngay. Loại rau thứ ba chính là rau kinh giới. Đây là một loại rau cũng rất phổ biến và thường xuyên xuất hiện kèm theo các món ăn cũng được là coi là một dược liệu được sử dụng trong các bài thuốc nên công dụng của nó vô cùng tuyệt vời. Bà tôi ở nhà thì cũng rất thích ăn loại rau này. Bà bảo là ăn kinh giới vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Bà vẫn nói đùa một ngày bà có thể không ăn cơm nhưng nhất định là phải ăn rau kinh giới. Quả thật là dù đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng mà bà còn rất khỏe. Thậm chí hàng ngày bà còn vác được cả bó củi từ rừng về và sức bà còn ngang với thanh niên cơ ạ. Trong rau kinh giới thì không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn hỗ trợ ngăn ngừa các tế bào ung thư. Cụ thể thì các nhà khoa học đã chỉ ra, cavacron, một trong những thành phần trong rau kinh giới giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư đại tràng. Hợp chất có trong rau kinh giới cavacron và thymol có liên quan đến đặc tính kháng virus làm giảm nguy cơ gây các bệnh về đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn chỉ trong vài giờ điều trị. Cùng với đó, rau kinh giới còn chứa nhiều hợp chất có đặc tính kháng khuẩn cao, loại rau này thì còn trị cảm cúm rất hiệu quả. Ăn rau kinh giới rất tốt, tuy nhiên cô bác cũng không nên lạm dụng đâu đấy nhé. Cô bác chỉ nên dùng từ 5 đến 10g ở dạng phơi khô thôi và từ 15 đến 30g ở dạng tươi mỗi ngày thôi đấy nhé. Tuyệt đối chúng ta không dùng cho những người mà đang bị nhọt, chảy mù, trẻ em bị sởi, đổ mồ hôi nhiều, những người mà đang bị nhiệt trong người cao. Loại rau thứ tư chính là rau thì là. Nhắc đến thì là, đa số chúng ta biết đến loại rau này thường xuất hiện trong các món canh cá để khử mùi tanh và làm tăng hương vị cho món ăn. Không những thế, đây còn là một loại thảo dược tuyệt vời và chữa rất nhiều bệnh, đặc biệt là ung thư cô bác ạ. Theo nghiên cứu của các chuyên gia trong Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong thì là có chứa nhiều khoáng chất, phenol và các vitamin. Toàn cây thì có hàm lượng terpen rất cao, ngoài ra thì thì là có chứa rất nhiều chất xơ nên thì là sẽ giảm mức cholesterol trong cơ thể và ngăn ngừa ung thư đường ruột do nó có tác dụng loại bỏ độc tố và chất gây ung thư từ ruột. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những nguồn thực phẩm giàu canxi. Lá thì là không chỉ ngăn ngừa loãng xương mà còn tăng cường sức khỏe cho xương. Sử dụng thì là thường xuyên như là một phần của chế độ ăn uống sẽ giúp chặn chứng loãng xương gây ra cho sự thiếu hụt canxi. Không những thế thì là cũng được biết đến như một tác nhân bảo vệ tim mạnh mẽ. Sử dụng thì là không chỉ giảm nồng độ cholesterol xấu và triglyceride ở trong máu mà còn cải thiện cholesterol tốt trong cơ thể. Ngoài ra thì các chuyên gia còn cho biết rau thì là sẽ giúp giảm lượng đường ở trong máu và kháng insulin ở những người bị bệnh tiểu đường. Trong thì là thì còn chứa thành phần vitamin và flavonoids giúp làm dịu hệ thống thần kinh và cũng giúp cho cô bác ngủ tốt hơn đấy ạ. Thì là tuy rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên thì chúng cũng không nên ăn quá nhiều đâu đấy nhé vì nó không tốt cho gan và có thể là gây ra co giật, ảo giác. Do vậy cô bác chỉ nên xem như một loại rau gia vị thêm vào món ăn sẽ an toàn hơn. Và loại rau cuối cùng chính là rau ngổ ạ. Cây rau ngổ thường được coi là một vị gia vị cho các món phở canh chua của người Việt. Tuy nhiên thì rất ít người biết được rằng rau ngổ được xem như một vị thuốc vì nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Theo các bác sĩ, rau ngổ từ lâu đã được coi là một loại thần dược, sau này hội tụ đầy đủ dinh dưỡng với sức khỏe con người, nhất là các nhóm hợp chất coumarin và flavonoid có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt. Trong rau ngổ thì có một số chất có hoạt tính sinh học cao, điển hình là levadenin. Các hoạt chất này thì có thể kháng lại các tế bào ung thư, tiêu khối u, kháng viêm, kháng khuẩn. Loại cây này thường có trong các bài thuốc phòng chống ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và ung thư tuyến tiền liệt.
Cô bác có thể áp dụng bài thuốc chống ung thư hiệu quả này. Cho 100g rau ngổ tươi và 100g lá mùng tơi non dạng nhuyễn, cô bác vắt lấy nước cốt, sau đó thì chúng ta sẽ thêm 5 muỗng canh giấm ăn làm từ chuối và uống vào lúc 12 giờ trưa. Bên cạnh việc rau ngổ có tác dụng chữa sỏi thận, điều trị túi sỏi mật, chữa hôi đầy, bí tiểu hay là đi tiểu ra máu do nhiệt, loại rau này còn chữa được chảy nước mũi, ho, cảm và chữa đái dầm, tiểu không tự chủ mà còn điều trị bệnh huyết trắng nữa đấy ạ. Cô bác có thể dùng với liều từ 15 đến 30g rau ngổ tươi hoặc là từ 3 đến 15g rau khô dưới dạng nước sắc hoặc là ngâm rượu để uống, kết hợp dùng ngoài bằng cách giã nát lá, đắp vắt lấy nước bôi hoặc là dùng nước sắc để rửa hoặc là sắc nước uống, đặc biệt là không dùng cho phụ nữ đang mang thai. Có thể thấy xung quanh chúng ta có rất nhiều các loại dược liệu quý với vô vàn những công dụng tuyệt vời, đặc biệt là phòng ngừa ung thư, rất là hiệu quả mà giá thành lại rất rẻ. Thế nên cô bác hãy thêm chúng vào thực đơn mỗi ngày của gia đình mình đấy nhé. Bên cạnh rau thơm thì bổ sung trái cây cũng rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là ba loại quả diệt sạch tế bào ung thư mà Việt Nam có rất nhiều và rất rẻ. Loại quả đầu tiên là khắc tinh của ung thư chính là quả đu đủ ạ. Đu đủ được trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới, đây cũng là một loại trái cây ngon bổ rẻ đối với người Việt. Đu đủ khi chín ăn rất thanh mát và ngon ngọt, mùa hè mà có một đĩa đu đủ chín bỏ tủ lạnh ăn thì thật là tuyệt vời. Không chỉ đơn thuần là một loại trái cây giúp thanh nhiệt mà đu đủ còn có vô vàn những lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là phòng ngừa ung thư hiệu quả. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện Ca, hợp chất beta-carotene có trong đu đủ có khả năng làm giảm nguy cơ gây bệnh ung thư. Ở những người đàn ông trẻ tuổi, chế độ ăn giàu dưỡng chất beta-carotene có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cùng với đó thì đu đủ cũng rất phù hợp cho những người mà đang bị căn bệnh tiểu đường. Một trái đu đủ nhỏ sẽ cung cấp từ 3g chất xơ tương đương khoảng 17g carbon hydrate. Với hàm lượng chất xơ, kali và vitamin chứa trong đu đủ có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Không những thế, đu đủ còn có chứa một loại enzyme có tên là papain, có khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa của chúng ta. Ngoài ra, đu đủ còn cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin K dồi dào để duy trì sức khỏe của xương khớp. Đu đủ thường có hương vị và mùi thơm độc đáo được khá nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, độ chín chính là chìa khóa tạo ra hương vị và mùi thơm đặc trưng của loại quả này. Để coi một quả đu đủ có độ chín tối ưu, chúng phải có một vỏ ngoài màu vàng, từ vàng đến đỏ cam, có thể có một vài đốm xanh. Quả đu đủ ngon nhất là khi chúng ta để lạnh, vì vậy cô bác nên bảo quản chúng trong tủ lạnh bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra thì cô bác cũng có thể kết hợp với các loại thực phẩm khác để làm đa dạng hương vị, ví dụ như là chúng ta mang đi làm salad, sinh tố, món tráng miệng. Loại quả đại bổ thứ hai chính là quả chuối ạ. Chuối thì được biết đến là một trong những loại trái cây phổ biến nhất trên thế giới, có nguồn gốc từ Đông Nam Á và chúng hiện được trồng ở rất nhiều nơi. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chuối là một loại trái cây phổ biến, giá thành rẻ nhưng lại mang tới vô vàn những lợi ích cho con người. Một trong số những tác dụng tiêu biểu của chuối chính là phòng ngừa ung thư. Theo các bác sĩ, chất chống oxy hóa denphinidine có đặc tính chống lại các khối u khi chất này đi vào tế bào ung thư dạ dày và sẽ gây ức chế sự phát triển của các khối u. Bác sĩ còn cho biết, chuối có hàm lượng kali cao và natri thấp, là một loại trái cây được công nhận là có khả năng giảm huyết áp và các cơn đau tim hiệu quả. Nhờ lượng protein và các chất béo lành mạnh khi ăn chuối thì sẽ làm chậm sự hấp thụ đường ở trong máu, giúp cho lượng đường trong máu của chúng ta luôn luôn ổn định. Không những thế, nếu mà cô bác cảm thấy khó chịu sau khi ăn, hãy dùng thêm một quả chuối với chất prebiotic có ở trong chuối. Nó sẽ giúp cho các vi khuẩn đường ruột xử lý thức ăn dễ dàng hơn và hệ tiêu hóa của chúng ta cải thiện đáng kể đấy ạ. Nếu mà muốn thay đổi cách ăn chuối, cô bác có thể làm những món ăn ngon từ chuối như là kem chuối này, bánh tráng hấp nước cốt dừa hay là chè chuối chẳng hạn, đều là những món rất ngon giúp chúng ta ăn nhiều mà không bị chán. Loại quả thứ ba chính là hồng xiêm ạ. Đây có lẽ cũng là loại quả mà rất nhiều người yêu thích. Hồng xiêm là một loại trái cây có mùi thơm hấp dẫn và nhiều vitamin khoáng chất, giá trị dinh dưỡng rất cao mà giá thành lại rất hợp lý. Bản thân tôi thì cũng rất thích ăn loại quả này nên thường xuyên mua về đợi chín và ăn dần.
Ăn hồng xiêm mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời, có chất chống oxy hóa, chất xơ và dinh dưỡng được tìm thấy trong loại quả này cũng giúp bảo vệ cơ thể chúng ta chống lại tế bào ung thư. Không những thế, hồng xiêm còn chứa nhiều chất xơ làm giảm nguy cơ chúng ta bị táo bón, đồng thời còn hỗ trợ các tế bào ruột già và tăng khả năng chống nhiễm trùng. Vì thế đây là một phương thuốc nhuận tràng rất hiệu quả. Cùng với đó thì một trong những lợi ích sức khỏe của hồng xiêm chính là rất giàu canxi. Bởi vậy, nó rất có lợi cho những người mà đang bị loãng xương. Ngoài ra thì hồng xiêm còn là một loại trái cây có chứa hàm lượng lớn vitamin A. Theo nhiều nghiên cứu, vitamin A giúp cải thiện tầm nhìn kể cả là ở tuổi già. Vì vậy, để duy trì thể lực tốt, cô bác nên ăn hồng xiêm thường xuyên hơn. Tuy là một loại quả ngon và có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cô bác chỉ ăn vừa đủ, không nên ăn quá nhiều đâu đấy nhé. Bởi vì nếu mà cô bác ăn hồng xiêm quá nhiều sẽ khiến cản trở quá trình dạ dày tiêu hóa thức ăn do hàm lượng chất xơ tăng cao, từ đó thì sẽ gây đầy hơi, táo bón, khó tiêu. Bên cạnh đó thì lượng đường ở trong hồng xiêm khá cao, các cô bác chúng ta bị tiểu đường không nên ăn quá nhiều đâu ạ. Không những thế thì cô bác hãy tham khảo ý kiến của các bác sĩ nếu mà muốn ăn hồng xiêm trong thời gian dài điều trị bằng thuốc, hoặc nên dùng hồng xiêm cách thời gian chúng ta uống thuốc tối thiểu là 2 giờ. Ngoài ra, không nên ăn hồng xiêm khi bụng chúng ta đang đói. Vậy là qua video ngày hôm nay thì cô bác đã biết được thực phẩm nào chúng ta không nên để tủ lạnh và hâm nóng. Ngoài ra lại có thêm kiến thức bổ ích về các loại rau quả tốt cho sức khỏe để áp dụng vào cuộc sống của mình. Nói chung thì đối với mỗi con người, để có một cơ thể khỏe mạnh và sống thọ, sống lâu là một điều vô cùng tuyệt vời mà ai cũng mong muốn có được. Tuy nhiên, để có một điều gì đó thì bản thân của mỗi con người cần cố gắng hình thành cho mình những thói quen thể dục và ăn uống điều độ. Người xưa vẫn có câu 3 phần bệnh, 7 phần tinh thần. Nếu không may có bệnh thì chỉ cần có tinh thần thoải mái, lạc quan, ắt bệnh tật sẽ bị đẩy lùi. Và để làm được điều đó thì cô bác hãy cố gắng thời gian để ngồi thiền mỗi ngày, tích cực tu tâm dưỡng tính, sống lạc quan. Chỉ có như vậy thì bệnh tật mới không dám đến gần chúng ta thôi ạ. Đến đây thì thời lượng của chương trình chúng tôi cũng đã hết rồi. Nếu mà cô bác thấy video ngày hôm nay hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ cho những người thân yêu của mình cùng được biết với nhé. Đặc biệt là đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ kênh Truyền hình Sức khỏe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.